Hello, mấy chị của em ơi, em chào mấy chị và em chào mọi người. Trời ơi, Bơm ơi, tôi nghe là Bơm ơi, Quỷ Bơm tin nhắn tao có trả lời được không? Mày nhắn tin cho tao sao tao lại trả lời? Mày cũng điên à, làm gì đen thui vậy hả? Ngày hôm nay đưa ông táo về trời, ngày hôm nay em quá thân thằng ông táo cái gì nha, em bị chơi ngãi rồi mọi người ơi. Hello, alo, gì rồi xe đi chim gì em đi mọi người ơi. Rồi con trưa mệt quá gì ơi, mệt quá. Lẹ 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 giùm cho em, nhanh tay lẹ chân xe chim giùm cho em. Bơm ơi, khỏe không? Đưa ông táo về trời chưa? Nguyễn Thị Thu Bơm. Hello Hành Phạm, bây giờ còn ship không con? Trời ơi em còn ship hết nhau gì nha. Tết thì Tết em đang dọn dẹp nhà, nhưng mà tranh thủ giờ dọn dẹp cho em tấm trắng. Mọi người biết không, tấm trắng ngày nay tấm trắng AEE skin đúng vậy. Cái tấm trắng mà nó trắng ơi là trắng trắng mà nổi ngàn Ngọc Trinh mấy má. Thì mấy má là nhanh tay lẹ chân gần Tết tới nơi rồi. Thì nói với em tiếng, chị Nam Thư em chào chị Nam Thư của em nè. Chị Nam Thư xăm xong rồi hả? Rồi xăm xong rồi em ơi, xăm xong rồi nè. Trời ơi Trần Quốc Minh An với Trần Nam Thư rồi nè, gặp nhau nói chuyện này nọ đi nè mọi người ơi. Mấy tâm bùng vợ gì ủng hộ giùm cho em người trai gì nha. Tết trước em không nghỉ mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 em đều livestream lại ơn trơn trọi. Chứ gì mọi người thương em ủng hộ giùm cho em những gì nha. Nhanh tay lẹ chân giùm cho em. Đi đâu mà dọn mày vàng cho tao biết son cái môi tao nhợt nhạt quá nè. Mọi người ơi. Rồi, nói gì cho ngầu bây giờ quý vị ơi, vợ em đang có bầu quý vị ơi, vợ em đang có bầu. Thì năm nay năm con heo quý vị đặt cho vợ em tên coi con gái em tên gì, một cái tên rất là ngầu đi vậy. Đặt tên gì là ngầu đó vậy? Hello Khmer hả? Cảm ơn em. Trời tôi đi. Quý vị năm con heo đặt con gái tên gì cho ngầu quý vị? À, chào bé Lê Đạt hả? Hello rồi. Rồi ủng hộ giùm cho em xe chim sơ giùm cho em. Năm con heo mình đặt con gái mình tên Tai Xanh được quý vị? Tai Xanh nha. Em đặt con tên em Tai Xanh được không? Hay là lỡ mồm hay là lông móng. Bữa nay giới thiệu sản phẩm như vậy chưa nghĩ tới gì ơi, cuộc đời em đâu có nghĩ gì đâu gì, em làm quần quật như chó điên nữa vậy. Mọi người ủng hộ giùm cho em nha, sản phẩm tắm trắng EA skin gì ơi, cái dòng sản phẩm tắm trắng cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Anh chị em nào đen quá thì nên sử dụng cho em. Bùi Mạnh Linh chào bé Lê Văn Đạt. Bé Đạt chào con. Lê Dương Vũ Lâm cảm ơn gì đó nhiều ủng hộ giùm cho em những gì nha. Nhanh tay lẹ chân thì cái sản phẩm ta sức mặt cũng được và sức body cũng được những gì nha. Gần tới cái nơi rồi mình dọn dẹp nhà cửa đúng vậy, mình rửa chén, mình giặt đồ, mình chân bông chân mai chân qua ngày Tết. Ê, lấy tay quà xuống cái quà đây đây đây, em khoe những gì nha, em khoe những gì nha. Anh Trường Giang vừa tặng cho em một món quà rất là dễ thương và đáng yêu. Lấy danh cái khăn nào. Anh Trường Giang vừa tặng cho em một giỏ quà để em sẽ phê với quý vị nha mọi người ơi. Ừ, anh bán cho gì nha, ủng hộ giùm cho anh đi em. Hay chơi trò chơi, bán chơi trò chơi không? Chơi trò chơi không Quỳnh? Chơi trò chơi không? Chơi. Đón gì? Ok, em đón gì anh Trường Giang tặng em gì nha, nhạc đi nhạc đi. Ai mà đón trúng em tặng quà cho gì nha. Đây là quà của anh Trường Giang. Đây, quà của anh Trường Giang tặng cho em. Đây, là quà Tết nha quý vị nha. Em đố quý vị trong đây, anh Trường Giang tặng cái gì cho em? Ai đoán đúng, em sẽ tặng quà cho người đó. Nhanh tay lẹ chân, đố quý vị đây là cái gì trong đây? Hai hũ gì, nhanh nhanh nhanh. Đó là la la la. Tay tao nhà đây, nhà không vô má, nhà không vô má. Hộp bánh sai. Thằng Nguyễn Hoài Tấn tao chuẩn bị tao lóc mày rồi đó con điên. Bao lì xì sai không? Bao lì xì là tính riêng rồi đây. Đây em cho gì coi, đây là anh Trường Giang nha, anh tặng quà cho em nè. Bao lì xì là có rồi. Đây đây nè. À, hay không? À, anh chị chúc vợ chồng em làm ăn phát tài hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Trường Giang Nhã Phương thấy không? Cái này em nghi chắc trợ lý anh Giang viết, có sơ chữ anh Giang đẹp chứ vậy? Gì? Hai người nét chữ gì kỳ vậy? Thấy sai sai ha. Trường Giang Nhã Phương chữ y chang. Cái này chắc
Thấy không? Đó đó đó, quà quà những gì nha, quà quà. Đó, quà nè, đã policy. Rồi em đố gì nha. À, đó, em đố gì là trong đây có cái gì? À, không có tính policy nha, policy là có rồi, policy là có rồi nha. Em đố gì trong đây là cái gì? Ai đoán trúng em sẽ tặng quà cho gì nha. Chắc chị Gia Phương viết hả? Có không? Hai hũ củ kiệu sai, hai hũ bánh tét sai, hai hũ tắm trắng. Tắm trắng là Mạnh Linh Bù nó tặng, thằng Mạnh Linh Bù nó tặng tắm trắng. À, Mạnh Linh ơi, tao thấy mày đăng lên Facebook mày tặng ship thưởng ơ đồ này nọ mà không thấy thưởng cho anh Lâm gì chơi, chọn Lâm Quyền Năm lòng cực quá. Dính lửa. Đúng rồi, đây là đặc sản quê của anh Trường Giang nha chị nha, quê của anh Trường Giang. Em đố dưa món hả? Sai. Củ kiệu sai, củ kiệu sai. Mắm tôm đâu đâu uống rượu đâu cần mắm tôm sai, mắm chưng sai. À, mắc cười quá hả? Ở tên mà tên mắc cười quá, tên kỳ vậy, muốn đậu mắm tôm sai, hai hũ dưa cải sai. Chúc anh Trường Giang làm phát tài lạc. Ê cái con lộ lộ, mày bị khùng quá lộ lộ, tao nói mày cuộc đời mày ra đường mùng 1 mày cẩn thận nha nha. Xe ben xe tải dòm ngó mày đó, mày vô duyên quá à. Ok, Lâm sai, cá linh sai, cá khô sai, mắm ruốc sai, trái dừa sai, mắm tép sai, mứt tết sai luôn. Mắm ruốc sai. Ai đón được là một cái cạc 50 ngàn dành tặng những gì nha. Nhưng với điều kiện xe chim ủng hộ giùm cho em đi mọi người ơi. Xe lên chim ủng hộ giùm cho em gì nha. Gần Tết tới nơi rồi, mình cần cái sản phẩm mà tắm trắng mình nò nọ thì ủng hộ giùm cho em. Hai hũ vàng. Ở đâu ra? Ở đâu ra? Hai hũ kem sai. Anh Thoa gì vậy? Anh Thoa tắm trắng em nha, tắm trắng AA skin. Mức sai. Ai đón trúng hả? Em tặng cái gì? Mì Quảng. Mì Quảng ship này chắc có thúi luôn á má. Mì Quảng mà ship của đây là nó thúi liền tay. Tắm trắng bao nhiêu hả? 490 ngàn nghe không gì nha. 490 ngàn cơm sai. Mắm cứt, cứt mẹ ăn đi. Nè thấy vậy không? Cái vỏ đó là dễ thương như gì nha. Trong đây có cái gì? Đây cơm quê mì khó. Cơm quê mì khó. Trần Quốc Thảo đây trời ơi. Đó. Ai đoán trúng nè, cá khô sai nè. Dưa cải trắng nè, gần đúng rồi nè. Dưa cải trắng gần đúng nè, hai tô mì Quảng sai, bánh canh sai. Ủng hộ xe chim giùm cho em mức Tết sai. Trà Đặng Trang ủng hộ cái gì? Bánh tổ sai. Đường thốt lốt sai. Nước mắm gần đúng, bánh canh sai. Hai hũ trà. Trường Giang này tặng kỳ vậy? Trường Giang là tặng hai hũ trà. Bánh canh sai, trà sai, bánh tổ sai, kẹo mạch nha sai, bánh canh sai. Hồi nãy có người nói đúng rồi nè. Hồi ngày nãy có người nói đúng cái này gì rồi nè. Hồi nãy có một người đón cái hũ là dưa món đúng rồi nha, nhưng mà hai hũ mới đúng. Đây là dưa món bên anh Trường Giang thấy không? Gì thấy không? Trời đất ơi, ngon ăn vừa miệng cái gì nha. Cải chua sai. Bây giờ còn một hũ nữa. Một hũ này ai đón trúng phải đón trúng hai hũ giùm cho em. Nãy dưa món ai đón trúng rồi, còn một hũ. Còn một hũ. Hũ này hũ nào ai đón trúng là 100 ngàn luôn. 100 ngàn dành tặng người đó luôn nha. Mạnh Linh Bùi sẽ tặng cái gì? Mắm tôm sai, mắm cá sai. Hello anh Lâm, chào em. Khô cá chuồng sai luôn. Đố gì mắm gì mới lộn, lộn lộn quên quên. Đố gì là món gì như vậy nha. Dưa muối sai. Một hũ tắm trắng tắm được mấy lần? Một hũ tắm trắng là tắm được 4 5 lần, nói chung là rất là nhiều em ơi. Mình tắm nguyên body của mình thì lát anh làm sẽ kỳ cho em coi, nó cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Củ kiệu sai, dưa gang sai, kim chi sai sai sai. Đây ai đón trúng một phần quà dành tặng gì? Một sấp bao lì xì luôn, bắp bao lì xì luôn. Mắm cá cơm sai, tai heo sai. Anh cởi áo khoe vú này chút anh em nha. Củ kiệu sai, dưa cá mắm sai, mắm nêm sai. Dưa món cải chua cái này đúng rồi, này đúng rồi, này đúng rồi. Hũ cuối cùng nha, hũ cuối cùng ai đoán trúng một món là ăn được, cho đúng rồi món ăn được cái gì? Trời ơi, món này ăn là hũ hũ hồn. Ăn là nhức cái nách nha gì nha, ăn là nhức cái nách. Cà pháo sai, mắm nêm sai sai sai. Hey Lâm dạ, em chào mọi người. Bây giờ mọi người nhanh tay lên cái xe chim cho em gì nha. Dưa muối sai, mắm cà sai. Mắm cá linh sai. Ồ này ai mà đoán được là hay lắm nha gì nha. Ai mà đoán được là hay lắm, ai mà đoán được là thần đồng cái gì nha. Thần đồng chứ không phải đơn giản cái gì nha. Nhắn nè anh về. Nam nhắn anh chơi.
mắm tép sai, mắm ruốc sai, một hũ dưa leo muối sai, dưa mắm sai, chỗ này vui mà đang vui mà, hũ tinh trùng sai, cải muối sai, em đón dưa mắm rồi, đón dưa mắm nhưng mà hai hũ mà anh đố hai hũ lận, phải đón trúng hai hũ lận, phải đón trúng hai hũ. Bây giờ dẹp hũ dưa mắm qua bên đây, cái hũ này cuối cùng là hũ gì, ai đón trúng 100.000 nha, 100.000 dành tặng người đó liền. Trời đất ơi, cào cà điện thoại 100.000 gửi qua cái xẹp liền, nhanh tay ớt ngâm nước mắm, gần đúng rồi, gần đúng rồi. Mắm tôm sai, anh Lâm quay sầu riêng hay thiệt hả, thiệt không, hay không, hay không, hay không, hay không. Nè, ghê không? Sai, tai heo muối gần đúng rồi, tai heo muối gần đúng rồi. Anh Lâm này dễ thương hả, khu gà lá chanh hả, sai. Mắm cá cơm sai, mắm tôm sai, chân gà ngâm. Có ai mà Tết mà tặng chân gà ngâm không mẹ? Rồi nguyên năm cái quéo lại luôn hả, nguyên năm cái quéo lại liền. À, kim chi sai, thịt chân gà sả tắc. Ê, Trường Giang tặng chân gà sả tắc kỳ lắm nha. Kỳ ha. Cái gì vậy? Hành muối sai, hành là không được quý vị. Tết nhất tới nay mà tặng hành là ta nói bị con vợ hành quanh năm nha chị nha. Tặng hành là tặng xui, xui nha chị nha, xui. Tỏi ngâm hả, tỏi ngâm cũng xui luôn. Bởi vì nguyên năm sẽ bị hôi nách nha chị nha. Mình tặng là tặng cái phong thủy đàng hoàng. À, ai mà comment mà em chưa thấy đọc nhanh giùm cho em gì nha. Dưa chuột ngâm, dưa chuột ngâm là nguyên năm sẽ như một con chuột như vậy nha, sẽ lủi thủi. Mắm tôm, nguyên năm mà tặng mắm tôm sẽ bị túi quanh năm, chứ như vậy nó không hợp phong thủy nên Trường Giang không tặng như vậy đâu. Cà pháo là nổ như vậy nha, nổ là nguyên năm sẽ nổ bên sát, chính như vậy người ta không tặng cà pháo như vậy nha. Lỗ tay heo ngâm gần đúng rồi nè. Củ kiệu muối là quá bình thường rồi, nhớ là bình thường nên không tặng cái đó. Hũ dưa muối sai. Heo ngâm giấm gần đúng rồi, gần đúng rồi. Thịt bắp bò ngâm mắm không nè, thịt ngâm nước mắm rồi, đúng rồi nè, thịt ngâm mắm. Nguyễn Hữu Cường ghim, Nguyễn Hữu Cường được 100.000. Duy Mạnh lên ơi, liên hệ Nguyễn Hữu Cường tặng giùm cho anh Lâm. Đây là anh Trường Giang tặng cho em những gì nha. Ngon ngon quý vị ơi, chắc ăn chay nữa rồi. Em ăn chay những gì nha, nhưng mà em nhìn thịt em vẫn mê những gì nha. Ngon lắm quý vị. Rồi chị Nguyễn Hữu nè, Nguyễn Hữu cái xe livestream dùm cho anh Lâm nha. Rồi bây giờ coi bói coi ơi gì, ai mà cần cứ để số điện thoại dùm cho em. Nhanh tay lại kinh ngày hôm nay em xe quà vậy thôi, nhưng mà em like xong ảnh tấm trắng như gì nha. Đây là quà mà anh Trường Giang nó tặng cho em đó, bánh cơm mời khó tặng cho em, rất là vui và hạnh phúc và hãnh diện như vậy nha. Đây, trời đất ơi, hai hũ này là em không dám ăn như vậy nha, em để bàn thờ nhà em nó về, em thờ em thỉnh ông táo về cho ông ăn như vậy nha. Bây giờ mọi người cầm có nào rớt bể phẻn không ta, bể à, giỏ dễ thương ha, giỏ để anh đầu, giỏ đòi anh đầu nó dễ thương như vậy nha. Đây là cái giỏ anh Trường Giang, em đòi cho mọi người thấy luôn, ủng hộ giùm cho em lỗ tay bò. Nhìn mặt cưng vậy hả, em cảm ơn mấy chị đó nhiều ạ. Nhìn ngon quá, ăn chay, em ăn chay gì ơi. Em ăn chay gần 2 tháng rồi, gần tháng rồi Quỳnh. Gần tháng rồi vậy, em ăn chay gần tháng rồi đó. Giờ em gặp thịt là em Nam Mô à. Nam Mô à. Dạ, anh Lâm thông minh nhất đời, em cảm ơn vậy. Nhìn ngon quá, cảm ơn Duyên Quỳnh. Đây là quán cơm anh Mười Khó, anh có bán luôn. Ai mà cần thì liên hệ qua anh Trường Giang mua luôn nha quý vị nha, ủng hộ giùm cho em. Nhìn giống tới công hả. Trời ơi, em đẹp quý vị ơi. Xe lấy chim nè mọi người ơi, xe lấy chim cho em. Coi bói hả, ok, giờ sẽ coi bói cho quý vị. Thì giờ mọi người thương em, nhanh tay lệ chiếc xe lấy chim cho em quý vị nha. Xe lấy chim ủng hộ giùm cho em. Thì bên em Salo cũng vừa tư vấn cho quý vị. Thì ngày hôm nay bán sản trắng, sản phẩm trắng AA skin. Thì dòng sản phẩm tắm trắng mà chuyên nghiệp quý vị nha, cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả luôn. Nhanh tay lệ chân, cởi áo khoe vú đi hả, ok em. Coi như chất tập đặc biệt chưa hả? Chưa luôn chị nha. Em xài da vàng trắng được không? Nói chung là da gì cũng trắng được hết trơn hết trọi. Chủ yếu mình muốn làn da mình trắng lên, mịn màng lên và sáng lên. Thì hãy nhanh tay lệ chân, hãy đến với em đêm này. Hãy hát khúc ca cho đời mê say. Vui quá hả? Xuân ơi xuân đã về, kính chúc mọi người vui mùa xuân mới. Xuân ơi xuân đã về, kính chúc mọi người gặp nhiều an vui.
Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người đi chung gia vẫn vô năm. Kẻ si tình lực nhưng mà tôi lóc mày rồi đó, uống Linda là má mày hả? Mấy con nó cũng không có lóc hết bây giờ nha. Em là ông Báo như vậy nha. Em là ông Báo, à giống tại chùa tại tạng, em là ông Báo cái gì ơi. Ông Báo bán đồ xíu rồi, bán đồ xíu tôi có bói cho. Bây giờ ai mà tuổi gì thì comment tuổi giùm cho em, và muốn coi gì cái gì báo cho tôi. À cái con quỷ cái kẻ si tình là tao lóc mày nha mày, con quỷ cái mày hả mày. Xem bói đi anh ơi, ok em. Nguyễn Hoàng Tuấn tao lóc mày luôn nè con chó. Mày hả mắm. À sắp có đứa được lóc hả, lóc hết liền quý vị. Em da vàng xài được không, da vàng, da trắng, da đen gì cũng xài được hết nha quý vị nha. Chủ yếu là mọi người muốn là xài thôi nha quý vị nha. Mọi người ơi xin lấy xe chim giùm em. Tết, tết, à con cọp, con cọp, con cọp hả, cọp, cọp là dần, dần là cái mặt rất đần. À, à tuổi tỵ là cái mặt rất dị, cái mặt rất là dị luôn em. Cái mặt chảy xuống mặt dị, ơi là dị luôn nha em nha. Rồi bây giờ em sẽ bán sản phẩm tắm trắng gì nha. Sản phẩm được mang tên là AE Skin. Sản phẩm này chuyên cái dòng tắm trắng thì cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả luôn. Nhanh tay đại trưng thì gần tết tới nơi rồi. Bây giờ ai cũng cần sở hữu cái sản phẩm tắm trắng để trắng cái làn da mình lên, để đẹp lên, để mịn màng lên, để xinh hơn, để tươi hơn. Nhanh tay đại trưng xe chim giùm cho em. Tao lóc mấy con quỷ cái này. Mày hả mắm. Em tuổi Sửu, Sửu là trâu, tuổi trâu cái mặt như con cá nâu. À, ăn à, sao ăn chay vậy hả? Thích thì ăn chay thôi mày ơi. Có bán kem? Đây kem đây. Dạ kem bên đây là kem ta nói là à, mấy hũ rồi hết rồi. Đây còn hũ ban ngày một hũ nữa đâu. Dạ đây là tấm trắng Hàn Quốc các chị ơi, 490.000 một chai nha. Cả nhà mình ai muốn mua hay đặt hàng để đặt số điện thoại giùm em đi cả nhà. Rồi nhanh tay lại chân mua, cứ để số điện thoại giùm chị em cái gì nha. Đây em chị cho quý vị coi nè quý vị. Quý vị hãy nhìn đi, làn da em xòe ra như hoa vàng năm cánh, nghĩa là khi mà ta sử dụng xong thì làn da chúng ta rất là trắng. Cái này dạng tắm trắng khô cũng được mà tắm trắng ướt cũng được cho gì nha. Nếu ai mà có thời gian thì ta tắm trắng khô giùm cho em, mình xức lên một cái lớp cực kỳ khô xong cái mình kỳ ra thì lập tức sẽ ra sạch sẽ như gì nha. Da ai mà đen thì nên sử dụng cho em. Gần tết tới nơi rồi, gần tết tới nơi rồi, phải sắn lên, phải đẹp lên. Rồi bây giờ xe chim sơ rồi coi bói cho mấy má, nhanh tay lại chân ủng hộ giùm cho em nè. Dạ 490.000 một chai phiên xích toàn quốc cho mấy chị nha. Cả nhà mình nhanh tay đặt hàng inbox cho mình lên mua giùm em nha. Tuổi khỉ sẽ đi làm ỉ đó em. Tuổi khỉ đi làm ỉ đó em. À mà lên mua ở comment đi lại em ghim nha. À công việc học tập là ok. Cái con võ thì Thanh Nguyệt nè, bây giờ coi công việc học tập cho em bài đâu Đạt ơi, cho coi bài cho Đạt ơi. Dạ rồi cả nhà mình chia sẻ like giùm em sẽ được free ship cho cả nhà ơi. Em mới mua về nè ha, ủng hộ giùm cho em. Em dùng sản phẩm nhưng nó loang loang không trắng đều. Dạ má ơi, má sức đều giùm con nó trắng đều. Còn má chỗ sức chỗ không sức thì nó như lan ban là đúng rồi. ASEAN đúng rồi, AE Skin như vậy nha. Cái miệng kìa trời, kể miệng tôi đi đây. Nè gì coi nè. Trắng lắm quý vị ơi, xài là mê liền. Em nói gì gần tới nơi rồi, mấy anh chị nên sử dụng giùm cho em. Nè quý vị ơi, trời ơi. Nè quý vị, tắm đi quý vị, tắm là mê liền nha quý vị nha, cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả luôn. Da ai mà đen cỡ nào cũng sử dụng được, da ai mà ta sần sùi là nên sử dụng giùm cho em. Gần tết tới nơi rồi, bởi vì sao? Mùa xuân con chim hót trên trời, rằng em xuân nay lớn thêm rồi. Lúc em sờ gần ngoài cái nắng lấp lánh khiến cho hồng thêm má em. Mẹ khen con tôi lớn xinh nhiều, mẹ may cho em áo hoa đẹp. Lúc em sờ gần ngoài cái nắng lấp lánh khiến cho hồng thêm má em. Đâu anh? Đây, ai mua quà giúp em. Quà của em là tấm trắng ASEAN Skin nha vị, ASEAN Skin luôn quý vị ơi. Rất là nhiều quà tặng dành tặng mọi người ngày hôm nay. Một bộ là 1.470.000, mua một bộ giùm cho em. Hoặc là inbox trực tiếp cho Mạnh Linh Bùi giùm cho em nha vị nha. Trắng thế hả? Tuổi hợi, hợi, tuổi hợi rất lanh lợi. Hợi là heo, heo, tuổi heo hay nói leo. À, Ngọc Trâm số điện thoại luôn, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hán Mạnh Cường, trời ơi tên gì tên Hán Mạnh Cường nha anh Diêm, Hán Mạnh Cường, tên cưng quá ha. Vú anh làm bự hơn vú em nữa hả? Trời đất ơi, vú anh là vú bơm em ơi. Vú này là vú bơm, bơm 20.000 ở bác sĩ xè hả? À Lương Ngân, vú anh làm bự hơn vú em nữa hả? Đau xạo, à, anh không có biết vú em. Em cho anh coi vú em đi rồi anh mới tin.
thứ bảy ô hay thì thế này có Lâm quay sầu riêng hả? Cảm ơn quý vị. Tụi tức tức tụi chó cái mặt nó khó má. Vú em làm bự vú em nữa hả? Ai mua hàng để tránh hàng giả hàng nhái, inbox cho Bùi Mạnh Linh dùm cho em cái gì nha. Cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Đây, mọi người tắm xong, cái mọi người kỳ ra dùm cho em. Em nấu vậy cực kỳ trắng và cực kỳ ok. Cái gì vậy? Mà nó trắng hồng cho mọi người luôn. Đấy gì coi nè. Trời ơi à, trời ơi à. Nè nó gì ơi. Nó trắng hồng như vậy nha. Mình tắm ra nó siêu trắng cho mọi người luôn. Đây là cái loại tắm trắng thần kỳ. Đây là cái than hoạt tính như vậy nha. Nó trắng hồng cho mọi người luôn. Than hoạt tính tắm trắng AE Skin là chuyên về dòng tắm trắng. Chị em nào đen quá thì nên sử dụng giùm cho em để có làn da cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng nha gì nha. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, quý vị thấy không? Bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nát mặt dòng tay kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son on. Đây cực kỳ đẹp luôn. Khi mình xài mặt cái này là không có xài mặt, nhưng mà em xài mặt quý vị coi để quý vị thấy được chất lượng của nó, để quý vị thấy nó an toàn như thế nào, và đặc biệt là không châm chích, không gây ngứa như gì nha. Nhanh tay lẹ chân xe lê kim cho em. Bây giờ ai muốn coi bó bài thì nhanh tay lẹ chân, nhanh tay chân xè bàn tay đến ngón tay một tay đó cho mình thân yêu. Dạ, siêu trắng mấy chị ơi, tắm 15 đến 20 phút thôi nha mấy chị nha, cực kỳ trắng luôn, 490 ngàn một chai nha. Bây giờ mình mua để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. Vi Trần nè, à, đó giờ coi bói nè, giờ coi bói nè. Anh Lâm đang tăng cân hả? Không em ơi. Ok, alo giùm em, ok sử nữ. À, Mạnh Linh ơi, alo cho sử nữ giùm cho anh Lâm nè. Ai mua hàng anh bốc cho Bùi Mạnh Linh giùm cho em gì nha. Đây mấy chị, siêu trắng đó mấy chị nha. Cực kỳ trắng, đây là sản phẩm từ Hàn Quốc cho cả nhà. So đều mà không thấy đều em ơi, anh không biết em bị cái gì luôn em. Trời ơi, sản phẩm này ai cũng nói, ai cũng có mình em tự không đều. Trắng không đều là sao em? Trời ơi em coi nè. Trời đất ơi em ơi, nó trắng hồng như vậy nè em ơi. Nó trắng mịn màng như vậy nè em ơi. Ừ. Dạ rất là mịn màng luôn nha cả nhà ơi. Siêu trắng mấy chị ơi, đây em test nè, cái có cái quần luôn nè không? Trắng cực kỳ trắng nha. Cả nhà mình đang để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà. Cái này là không có sử dụng mặt cho gì nha, nhưng mà em sử dụng mặt cho gì coi được tác dụng của nó gì coi nè. Trời đất ơi. Làn da em như cái bức tượng mà bị tróc cái gì ra, mình tróc mình làm mình gỡ ra thì lập tức những cái mà nó bị dơ vậy nào cái gì ha. Ừ, thấy không trời ơi, trời ơi, trời ơi, là da mình mịn lên liệu gì, là da mình trắng mịn lên nhau gì nha. Cái này là không có xài mặt, nhưng mà em xài mặt cho gì coi, để cho gì coi cái tác dụng của nó, cho gì coi được cái sự an toàn của nó như gì nha. Cực kỳ trắng mà em cũng hay xài mặt lắm, từng em xài 2-3 lần em đánh kem cực kỳ ăn, và da mặt em cực kỳ đẹp như vậy nha, cực kỳ đẹp luôn. Chỉ một sản phẩm thôi mà em kết hợp tầm lum tè le luôn, nếu gì thấy không, trời ơi da đẹp lắm nhau gì nha. Dạ đây là sản phẩm một chai là 490 ngàn mà sử dụng được 2 tháng nha mấy chị nha, tác dụng tới 2 tháng nữa nha cả nhà ơi. Đúng rồi, mọi người liên hệ mua hệ Sủ Nhi ở gì không, quỷ này lại có trắng thật không anh à? Không trắng hoàn trả lại tiền cho em luôn. Đây là trên tại livestream của Lâm nha, và livestream của anh Lâm live bình thường, live bình thường. Nên em thấy không, trời đất ơi, em thấy nè mình lột ra. Mình lột ra thì những cái lớp sần, lớp dơ cái này nó sẽ ra hết. Và đặc biệt là da chị em nào nám mụn tàn nhang thì nên sử dụng giùm cho em, không bị ăn nắng, không bị ăn ơi giống gì nha. Đây thì thấy không, cực kỳ đẹp và cực kỳ ok. Chỉ cần làm một lớp mỏng như thế này là da chúng ta sẽ cực kỳ mịn màng và cực kỳ trắng luôn. Nhanh tay lẹ chân mặt em không mắc cúp mắc ơ giống gì nha, không mắc cúp mắc ơ mà gì không, nó rất là trắng, là mịn màng. Khi chúng ta xoa thì chúng ta xoa một lớp mỏng giùm cho em và để nó khô lại, quý vị kỳ ra giùm cho em thì có một làn da cực kỳ trắng và cực kỳ đẹp luôn. Rồi tất cái năng rồi, chúng ta nên sử dụng cái loại tắm trắng nào mà ta nói trắng nõn nà, trắng không thì chết, thì mọi người ơi hãy tìm đến AE Skin đó, dùng sản phẩm tắm một lần, tắm hàng ngày, nhanh tay lẹ chân đi mọi người. Dạ cả nhà mình mua ơi, 490 ngàn một chai nha mấy chị nha. Cả nhà mình đã đặt hàng inbox cho Bùi Mạnh Linh giùm em nha cả nhà. À. Dạ đây là sản phẩm tắm trắng từ Hàn Quốc, có giấy kiểm định và kiểm nghiệm hết rồi, cho nên cả nhà mình an tâm nha. Yên tâm giùm cho em cái gì ơi, ai gì là Phật coi bói cho em đúng không? Ok em coi bói. Ship đi Mỹ sao anh hả? Như Thái à, Mạnh Linh ơi, ship đi Mỹ sao kìa em ơi? Không xếp ạ, không cần tốt trong xếp nước ngoài chơi. Bao nhiêu tiền? 490 ngàn đây, cái chai Hàn Quốc như vậy nha. Sản phẩm từ Hàn Quốc, nên hãy yên tâm về chất lượng dùm cho em. Mình cần xoa ra như vậy thì lập tức cái lớp than bùn nó sẽ cuốn đi những cái dơ, những cái mà ta nói là tế bào chết, những cái mà bụi bẩn, cũng như là những cái mà hạt tố đen, làm cho ta sáng lên mình lên. Dạ đây là tấm trắng body nha mấy chị nha, nhưng mà mình có thể kết hợp mình tấm này thay được luôn nha cả nhà. Dạ kem body là 490 ngàn một chai, kem body ban đêm và body ban ngày đều đồng giá là 490. Cả nhà mình mua một bộ là 1.470 ngàn, được tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490 ngàn nha cả nhà. Trời ơi gần tết tới nào rồi, bây giờ em tắm 2-3 lần giùm cho em cái gì ơi. Trời ơi xuân ơi xuân xuân đã về, kính chúc mọi người chào mùa xuân mới, xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc mọi người chào đón mừng xuân, xuân ơi xuân xuân đã về nào, vậy thấy không? Đã
siêu phẩm thì mấy chị ơi, một bộ là cả nhà mình được tặng ngay một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha. Một chai đây là một tuần cả nhà mình tắm cho em 2 đến 3 lần nha cả nhà, nhưng mà đặc biệt là một chai mình sử dụng được tới 2 tháng nha mấy chị ơi. Đây là sản phẩm siêu trắng, cả nhà mình muốn trắng chỗ nào xuất lên ra chỗ đó giùm em để khoảng 15 đến 20 phút nha. Sau đó đi tắm lại bằng nước sạch giùm em nha cả nhà. Là bật tông rõ rệt nha mấy chị nha. Da là trắng mịn nha cả nhà ơi, không hề bị khô nha mấy chị nha. Tắm không bị vàng lông nha cả nhà ơi. Không hề bị khô, không bị vàng lông gì không? Kỳ ra mấy má ơi, kỳ ra đi mấy má ơi. Trời ơi, nhìn nó hơi dơ xíu chứ gì nha, nhưng mà mày kỳ ra thì lập tức một làn da cực kỳ đẹp luôn. Gần Tết tới nay rồi, mình đang cần một cái sản phẩm mà đẹp da, mịn màng da và sáng da. Nhân tay lệ chân mùng 1, em sẽ like tiếp nha gì nha. Nhân tay lệ chân giùm cho em mọi người ơi. Cả nhà mình chỉ cần tắm sau đó mình kết hợp chung với kem body giùm em nha cả nhà. Kem body bên đây là 490.000, kem body dưỡng ban ngày là có tinh chất chống nắng cho mấy chị luôn nha. Khỏi cần phải sợ đi ra ngoài ăn nắng nha mấy chị ơi, đặc biệt là kem body băng đi và thẩm thấu cho làn da của mình nha. Quý vị thấy không, khi mà mình làm lên nó rất là trắng quý vị, nó làm làn da của ta rất là trắng và cực kỳ mịn màng cái gì nha. Quý vị coi nè, bàn tay em xè ra như hoa vàng năm cánh, cánh hoa vàng óng ánh, cái da nó rất là trắng luôn luôn luôn. Giá một bộ là gồm 4 món mấy chị ơi, một bộ là 4 món là 1.470.000, được tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000. Cả nhà mình nên kết hợp giùm em coi kem body và tắm trắng nha mấy chị nha. Đây là sản phẩm siêu trắng từ Hàn Quốc nha cả nhà ơi, cho nên sử dụng rất là an toàn nha mấy chị nha, có giấy kiểm định hết rồi mấy chị ơi. 490.000 một chai nha. Nhìn đen như vậy thôi nhưng mà khi mà mình sử dụng vô 15 đến 20 phút thôi là da mình bật tông rõ rệt nha mấy chị. Nè nhúng nước giùm ta. Rất là trắng luôn cả nhà, mình sử dụng vào da mặt được luôn nha. Đặc biệt cho những anh nào mà mình nên da bị đen quá mấy anh sử dụng được luôn. Đúng rồi, gần tới nay mà mấy anh nào mà da mà bị bám, bị đen quá vậy thì thử sử dụng cho em. Thì bây giờ em sẽ rửa lại với nước cho gì coi, để cho mọi người thấy được cái tác dụng của nó, inbox cho em. Anh chị em nào mua hàng cứ để số điện thoại giùm cho em gì nha. Thì bên Mạnh Linh Bùi xa lô cũng như là tư vấn cho vậy. Thôi bây giờ anh xích tắm nữa, anh sẽ vô toilet anh tắm. Đây mấy chị nè, đó hai tay cũng vừa mới test thì mấy chị thấy không, nó trắng bực tông rõ rồi luôn mấy chị. Đây là siêu trắng nhưng mà trắng mịn nha, chứ không hề bị khô da, cũng không bị vàng lông nha mấy chị nha. Đặc biệt là kem body bên đây là sức chưa thẩm thấu làn da, chứ không hề bị bết rít nha cả nhà. Không hề bết rít bết ơ gì quý vị ơi, nhanh tay lại chân đây rồi được không? Nè má nó nói không điều nè mấy má ơi, nè. Trời ơi mấy má ơi, gần Tết tới nơi rồi. Mấy má nên có cái sản phẩm mà tao nói làm trắng da, mịn màng da và sáng da mấy má nha. Xài mê mấy chị ơi, em nói thiệt luôn, mấy chị có thể mua thử một chai tắm trắng 490.000 sử dụng trước giùm em, rồi hãy mua một bộ cũng được nha mấy chị nha. Cái này em không có bán cái gì nha, Mạnh Lên Bùi nó bán cái gì ơi, Mạnh Lên Bùi nó bán mà cái gì biết không, nó gửi cho em một thùng luôn vậy. Trời ơi nó trắng lắm mấy má ơi, nó mà không trắng mình em hoàn trả lại tiền cho gì luôn. Nhanh tay lẹ chân ủng hộ giùm cho em, cực kỳ trắng và cực kỳ sạch sẽ luôn nha cái gì nha. Rất là trắng làm làn da mình trắng nõn nà không tì vết. Nhanh to lẹ chân giùm cho em, cứ để số điện thoại giùm cho bên em thì bên em salo và tư vấn cho mọi người. Sản phẩm là 490.000 làm làn da mình sẽ trắng lên, mịn màng lên và sáng lên và trắng hồng cách tự nhiên quý vị nha, rất là trắng luôn. Xài cực kiểu cây thân em vừa trắng lại vừa tròn. Bảy nồi ba chim với nước non gì. Mấy chị ơi, bây giờ mình nên kết hợp một bộ giùm em giữa kem body và tắm trắng nha mấy chị nha. Một bộ là gồm một chai tắm trắng một bước và sữa tắm trắng hàng ngày nha cả nhà, và hai chai kem body ban đêm và ban ngày nha cả nhà ơi, sẽ được tặng ngay một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000. Cả nhà mình chần chờ gì nữa, tới chuyến tới nơi rồi, cho nên là cả nhà mình tranh thủ nhanh tay để được có một sản phẩm trắng da cho dạng nha mình nha cả nhà ơi. Dạ, không những là những chị nữ mà nam có thể sử dụng được luôn. Những anh nào mà nam không cần phải xài kem body, mình chỉ cần tắm trắng thôi nha mấy chị nha. Mấy anh nào mà bị đen quá là nên sử dụng giùm em luôn nha cả nhà. Rồi, mấy anh nào mà đen quá, mấy anh nào mà thuần dạng mà da trâu như da em đó, thì nhanh tay lại chân sử dụng giùm em nha mấy anh ơi, mấy anh ơi. Dạ, mấy anh rồi, ơi. Xài là trắng mấy chị ơi, cứ xài là trắng thôi nha. Đưa tay cho anh nắng này. Tay. Ai mua thì nhanh tay lại chân giùm em đi gì nha, nhanh tay lại chân gần Tết rồi. Anh làm dễ thương hả, cảm ơn em. Ok. Dạ đây là sản phẩm từ Hàn Quốc 100% nha mấy chị ơi, sản phẩm siêu trắng luôn. Đây kem body xài là siêu thích nha mấy chị nha. Đặc biệt là kem body ban ngày ấy là có tinh chất chống nắng cho mấy chị luôn. Còn body kem body ban đêm mới là mình xúc cho nó thẩm thấu cho làn da, chứ không hề bị lộ bông kem, không hề bị bết rít nha. Thẩm thấu cho làn da liền, nếu mà xúc vô là khô liền nha cả nhà. Là ví dụ những loại tắm trắng khác thì mọi người chỉ tắm một lần thôi, nhưng có tất chất tẩy trong đó, cái gì biết không, nó tẩy mà nó trắng ảo thôi. Còn đi lên sản phẩm này ta tắm hàng ngày, tắm 3-4 lần giùm cho em cũng được như vậy nha. Anh Tuấn Bùi em cảm ơn anh Mai Nguyễn số điện thoại luôn, nhanh tay lẹ chân để số điện thoại giùm cho em. Trời đất ơi, Mạnh Linh ơi hết rồi, Mạnh Linh ơi gửi thêm đi em ơi, còn không, cái thùng mới chưa khui nữa. Chưa khui nữa, xin lỗi Mạnh Linh, xin lỗi Mạnh Linh luôn.
xem bói cho anh. Ok, giờ xem bói nha, giờ xem bói nha. Đó, mình xà lên mặt dùm cho em đây. Tuy nó hơi dơ một xíu như vậy nha, bởi sao? Đây là than hoạt tính. Than hoạt tính như vậy nha, nó rất là đen. Và những chất than này nó từ ở nước ngoài nhập khẩu từ Hàn Quốc. Chứ mọi người yên tâm dùm cho em, làn da mình sẽ trắng lên, trắng lên, mịn màng lên và sáng lên cho mọi người. Mọi người ơi, thơm lắm mấy chị ơi. Đây vừa mới xúc vô là thẩm thấu cho làn da của mình liền nha cả nhà. Đặc biệt là đặt nước không hề bị trôi nha mấy chị nha. Yên tâm dùm em và sử dụng nha cả nhà ơi. 490 ngàn thôi, chỉ cần mua là xài cho mấy chị nha. Trời ơi, mua là xài, mua là xài. Má ơi, mấy má ơi, hãy nên đây được. Thôi xài là trắng liệu gì da ai mà đen, phải nên sử dụng cho em làm nha. Hồi chiêu trong đây có chất dưỡng da chống như sao ấy, da sạch cân mà không bị khô gì. Thậm chí trước đây chủ khu này nè đều lớn luôn đi. Còn anh vẫn còn duyên đúng không? Anh bị điên ấy, chứ còn duyên chứ. Hồi em vẫn còn duyên gì không? Năm nay năm tam phai thầy bói nó cho anh thì em sẽ bị kém duyên. Dạ, để cho mình ai mua hàng anh bói cho em bệnh lên mùi với bên đã ghi mà dưới cho mấy chị ơi. Đây là sản phẩm của từ Hàn Quốc 100% nha. Có giấy kiểm định an toàn hết rồi cho cả nhà mình an tâm nha cả nhà. Ơi chết rồi, giờ mười khó chụp quanh rồi. Đây mình tắm giùm cho em xem bói cho anh Lâm ơi. Ok, A Di Đà Phật đang thoa xong rồi anh coi bói cho em nè. Ai mà bị thấm nách thì xài nách giùm cho em. Xách vô nà xài vô nách, xách vô nà xài vô nách này cho em những gì nha. Xài thấm nách mấy chị ơi, xài vô là trắng mịn màng nha mấy chị nha, chứ không hề bị khô da như những sản phẩm khác nha mấy chị ơi. Nách ai mà đen đen mà phải xài, xách vô nà xài vô nách giùm, xách vô nà xài vô nách cho vậy nha. Trời ơi, trời ơi, mình xài nách làm game mấy chị mà tao nói mà nhổ lông nách đồ mà bị mà thâm đồ này nọ thì mấy chị nên sử dụng giùm cho em nha mấy chị nha. Cái gì sao hôi vậy? Sao tan hôi vậy? Giá một bộ là 1.470.000 cả nhà mình đã được tặng ngang một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 cả nhà. Trời ơi, đặt hàng đi mấy chị ơi, đây là sản phẩm siêu hot cho mấy chị nha. Mạnh Linh ơi, sớm anh khen cái sản phẩm này quá trời luôn. Mà ta ước gì là Mạnh Linh sẽ tài trợ cho sớm anh sẽ có một cái làn da thật là trắng trẻo. Bởi vì tự nhiên hàng xóm của Lê Dương Bảo Lâm mà tự nhiên đen quá, người ta sao đánh giá cái khu miếng nước ơi, mắc cùng cái gì? Cái ta miếng nước ơi. Mày cầm mày đưa tao được không? Dạ, cả nhà mình đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà. Mua hàng anh bói cho em Mạnh Linh bù nha cả nhà ơi. Đây là sản phẩm 490.000 một chai nha. Là cái này mình mua về cái mình xịt vô tay, đó. Cái mình xách vô nà, là xài nách đó, đó. Ê, mình vô xách nó phải chậm, tôi tắm ở trong này. Toilet. Tắm đứng hả? Người ta sẽ thấy vú anh sao? Xả xuống hả? Ok luôn. Nhưng mà chỉnh nước cho nó đừng có nóng quá nha. Không, nước lạnh đi. Sao vậy? Ngon anh bệnh sao? Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh chị em nào mua hàng để số điện thoại giùm cho em. Mình mua này về. Nè đó. Trời, con Thảo Nguyên kìa, Thảo Nguyên khỏe không con? Trời đất ơi, Thảo Nguyên phải gần cho chú Lâm cho con ngủ nè. Đó, mình xích vô giùm cho em, mình xích vô nè và xài nách như vậy nha, cực kỳ trắng và cực kỳ ok luôn. Trời đất ơi, còn chần chờ nữa, mùa xuân đã đến rồi, mùa xuân đã đến bên em. Dạ, cả nhà mình đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà ơi. 490.000 một chai, cái body cũng là 490.000 luôn nha mấy chị nha. Rất là sáng luôn mấy chị ơi, đây là sản phẩm siêu hot của Hàn Quốc nha cả nhà. 100% là từ Hàn Quốc nha mấy chị nha. Hàn Quốc hết gì nó làm da mình trắng lên, bình mịn lên và sáng lên. Thì nhanh tay lẹ chân cứ để số điện thoại giùm cho bên em. Thì bên em Salo cũng như là tư vấn cho chị, cực kỳ trắng và cực kỳ mịn màng luôn. Da em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, rắn nắp mặc dầu tay kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son mọi người ơi. Dạ, cứ xài là trắng mấy chị ơi, cứ xài là trắng nha. Cả nhà mình những chị nào mà phụ nữ mà muốn được tư vấn về cái sản phẩm này nhanh chóng như ngày hôm nay á. Ok. Xem bói giùm em, người yêu có em có thương em thật lòng không? A Di Đà Phật đúng không? A Di Đà Phật. Tên gì tên A Di Đà Phật kìa. Người yêu em à? Mơ nè, xui em ơi, Đây trái tim màu đen rồi, người yêu em không có thương em thật lòng nha. Trái tim của nó đã bị rướm màu đen rồi em ơi. Nó không thương em thật lòng. Nó chỉ muốn em là tao nó ở chuồng cho nó thôi. Nó không thương em thật lòng nha chứ nha. Rồi chúc mừng em A Di Đà Phật. À, bụng mở dữ hả Thái Thánh Lai? Trời ơi, bụng mở thì mở nhưng mà em có cơ, em có can đảm mà ra đây để so cửa nhan sắc với Lâm không? Dạ, đây là cái body nha mấy chị nha, cái body băng đêm nha, 490.000 một chai. Cả nhà mình ai đặt hàng nhanh tay để lại số điện thoại giùm em hoặc lên bó cho anh Mạnh Linh bùi giùm em nha cả nhà. Mạnh Linh bùi hả? Bùi Mạnh Linh, bùi Mạnh Linh, binh lên bùi. Dạ, tuy là màu đen nhưng mà tắm rất là trắng nha mấy chị nha. Muốn trắng chỗ nào cứ xuất lên chỗ đó, để khoảng 15-20 phút sau đi tắm lại nước sạch bằng giùm em nha. Mình tắm vô cái gì không? Mình tắm vô cái khe khu vé nè,
mình tắm vô cái khu vé là khe vú đó, rồi mình tắm vô khang hú là khu hán khích đu hết nước hả? Thôi giờ hết nước rồi, mình tắm vô cái khích đu là cái khu đích đó, khích đu đồ này nọ với gì nha, nọ gì thấy không? Trời đất ơi, là sẽ trắng cực kỳ mịn màng cho mọi người luôn. Anh chị em nào mua hàng cứ để số điện thoại giùm cho em. Ví dụ cái da đầu ai mà đen quá thì nên sử dụng cho em luôn, mình xức giùm cho em luôn. Bởi sao? Nó rất là an toàn ở từng loại da của mình, da nào cũng sử dụng được nhau gì nha, cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả. Nhâm tay lại chân, và khi mình rửa ra thì những cái chỗ nào gì nhớ kỳ rửa sạch sẽ nha. Dạ. Yeah. Vậy ra xuống dưới tắm đi. Xuống nào? Xuống à. Cái gì? Ở đây phải xách nước rồi nè. Yeah. Anh muốn tắm nước mạnh. Dạ mấy chị ơi, cả nhà mình ai mà muốn trắng nhanh á, mình muốn quan tâm về cái sản phẩm này á, để lại số điện thoại giùm em hoặc inbox trực tiếp cho anh Mạnh Linh Bùi để được tư vấn kỹ hơn nha cả nhà. Em nghĩ gì nên inbox trực tiếp cho Mạnh Linh Bùi giùm cho em, bởi sao khi Mạnh Linh Bùi trực tiếp thì sẽ tránh hàng giả hàng nhái. Bây giờ nó hay gửi cái sản phẩm sản phẩm gì của con kia quên này. Acomatic nha. Acomatic. Trời ơi mấy con quỷ Acomatic nha, nha. Bớt giùm anh Lâm. Trời ơi like cái gì là gửi cái đó thôi nè, cái gì coi nè. Khi mình làm nó sẽ tróc ra cái gì nha, nó tróc ra. Da mình sẽ như da rắn gì đó, da mình sẽ như da rắn. Nó sẽ làm mình lên, sáng lên và trắng lên. Trắng là trắng cực kỳ luôn, trắng cực kỳ hiệu quả cho mọi người luôn. Nhanh tay lẹ chân để số điện thoại giùm cho em gì nha. Tắm trắng AE Skin cực kỳ an toàn cho da mình, 490.000 là cái loại tắm trắng bình thường giống gì nha. Nha, còn tắm trắng hàng ngày cũng 490.000 luôn. Và body ban đêm là 490.000, body ban ngày cũng 490.000 luôn nha hỡi người ơi. Dạ cả nhà mình chỉ cần đặt hàng để lại số điện thoại giùm em nha cả nhà. Đây là sản phẩm siêu hot siêu trắng nha mấy chị nha. Đặc biệt kim body là khi mà mình xức vô là khỏi gặp nước không hề bị trôi nha mấy chị nha. Xuống mấy chị ơi, xài là trắng mịn cực kỳ luôn, em nói thiệt luôn mấy chị. Đây là sản phẩm Hàn Quốc nha cả nhà. Cả nhà ơi, 490.000 một chai, nhưng mà một tuần á là mình tắm thì em 2-3 lần, một chai là mình sử dụng được khoảng 2 tháng lận nha mấy chị nha. Dạ cả nhà mình mua một bộ là 1.470.000, được tặng ngay một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha. Cả nhà mình đặt hàng inbox cho anh Mạnh Linh Bùi giùm em được tư vấn nha cả nhà ơi. Sao tắt rồi? Vô lắm. Đó nè. Rồi chưa, ok. Ok vậy nha, ta lại chứng nhớ gì nha, gì ha, không có đèn lên mà em vẫn trắng cái gì nha. Bây giờ sẽ vô toilet mà em sẽ tắm, mình có quần cục nào mình. Quần cục đẹp đẹp hơn chứ. Có quần cục nào đó, quần cục nó bị thụt quá. Rồi anh chị em đang mua hàng để số điện thoại giùm chị em là Acid Toilet, em tắm cho dì coi. Để cho dì coi được cái chất lượng của nó, cho dì coi được cái sự mà ta đã trắng trẻo của nó như gì nha. Nhanh toilet trên Salatrum giùm cho on đi mọi người, mọi người, mọi người ơ ừ. Mậu ngư ơ xin hóa xe chim giùm ôm. Mậu ngư ơ xin lấy xòa chùm giùm ôm. Mậu ngư ơ xòa chùm mậu ngư ơ. Dạ ai mà mua hàng cứ để số điện thoại giùm cho em. Gần Tết tới nay rồi. Để dành cái ghế luôn, ok. Cái ghế luôn đẹp ơi. Ok Phương Anh, Di Đà Phật, cảm ơn em, Hoàng Tùng cảm ơn em. Trần Tùng ở đây số điện thoại giùm cho anh. Anh chị em nào mua hàng cứ để số điện thoại giùm cho em gì nha. Nhanh to lẹ chân xe kim xe ô giùm cho em Khánh Nhi số điện thoại luôn. Nhanh tay chân Trần Quang Nhi số điện thoại luôn. Cảm ơn mấy chị rất nhiều. Mấy chị ơi ủng hộ đi mấy chị ơi. Sao đã có gần tới nào rồi em nói không trắng em trả tiền cho chị luôn. Em trả tiền cho mấy chị đó. Ok Trường Cỏ số thoại luôn, cảm ơn Trường Cỏ rất nhiều nha Trường Cỏ nha. Anh chị em nào mua hàng để số thoại giùm cho em thì một chai là 490.000 thôi, không trắng là mình em hoàn trả được tiền cho gì luôn, cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả. Nhanh to lẹ chân giùm cho em với mọi người, mọi người, mọi người, mọi người ơi. Nè cái gì coi nè, gì nó tróc ra, cái gì nó tróc ra là da chúng ta sẽ trắng lên, mỡn lên, gì thấy không? Xài là mê liệu gì chỉ 490.000 thôi mà ông ta một làn da cực kỳ sáng và cực kỳ rắn luôn. Còn trần trời nữa hãy đến với em đêm này Quỳnh Quạt nhặt mấy cái bình luận qua bên giùm anh đi. Dạ 490.000 một chai nha mấy chị nha, siêu trắng luôn. Không hay hả? Bỏ luôn đi. Dạ chả cái gì mình đặt hàng để lại thứ cho hồi giùm em đi cả trời. Không gì không, khi mà mình làm mình tắm ra thì da mình sẽ rất là trắng như vậy nha, rất là trắng luôn. Tuy nó hơi đen đen như thế này thôi nhưng mà khi mà mình sử dụng xong thì nó sẽ rất là trắng, làm da mình cực kỳ mịn màng. Quý vị bây giờ gạt cái bình luận qua bên thì coi cái body của em, thật sự coi cái body của em. Nói phải khen chứ trời ơi. Trời ơi. Con ai mà đẻ ra cái body đẹp quá.
ví dụ mẹ em nhà mẹ em coi live stream của em nó trời đất ơi trời sao tôi đẻ thằng con mà body tôi đẹp quá, mẹ em nói dữ vậy. Rồi mẹ em điện nó cho em, mẹ nói mẹ nói như vậy nha chứ mẹ mẹ không có mẹ không phải mẹ bịa ra, mẹ nói vậy. Trời ơi mà anh không cho lấy tay coi từ từ hiểu không, để cho tay coi từ từ coi độ chấm của nó không, tay sẽ gác lưng quý vị. Quý vị ơi, quý vị hãy nhìn đi quý vị. Trời ơi, ông gác lưng quá quý vị ơi, mới xong gác lưng quá quý vị ơi. Ôi trời ơi. Quý vị thấy không, nó sẽ trắng hằn. Mạnh lên ơi, gửi thêm Mạnh lên ơi. Gửi thêm, nè quý vị coi nè, trời coi anh chị em mua hàng cứ để số điện thoại nha. Cái này em không có bán cái gì nha, Mạnh lên bán 490.000 một chai nha mấy chị nha. Tắm cho là chanh được khoảng 15 đến 20 phút thôi. Tắm lại giùm em nha cả nhà. Bật xong rõ rồi sau một lần sử dụng nha cả nhà ơi. Không này quý vị để tiếng giùm em đi, để tiếng giùm em cũng được. Quý vị biết không? Cái này mình làm trên mặt cũng không sao gì nha. Nhiều người nhiều sản phẩm khác không dám sử dụng trên mặt. Nhưng mà cái này em sử dụng trên mặt cho gì coi, để cho gì coi được độ an toàn của nó như gì nha. Này. Quý vị biết không? Em tập tạ, em ráng tập tạ để em like sản phẩm này thôi đó vậy. Bởi sao? Em dạ một bộ là 1.470.000 giá nha, mình được tặng ngay một chai đẩy tới bộ chết đây, có nghĩa là một cái chai như thế này em gì nha, là 1.470.000 nhanh tay chết chàng lâu vậy, nhanh tay lẹ chân để số thoại dùm cho em thì mình em Salo cũng vừa tư vấn cho vậy. Còn chân chơi nữa hãy đến, hãy đến với em đêm này, hãy hát khúc ca cho đời mê say cho hầm đó, lấy cho anh tắm luôn. Ở đây là có chai tắm một lần và chai tắm hàng ngày như gì nha, hàng ngày cũng có và một lần cũng có luôn quý vị thấy không, trời ơi mê liền. Ủa em rửa chỗ gì coi em mê lắm gì, mỗi lần em la nhà em mê lắm. Cái này là Mạnh Linh nó bán cho em có bán nha. Quý vị thấy không? Mọi người thấy không? Trời ơi. Ai trắng bằng em? Cuộc đời này ai trắng bằng em quý vị? Trời ơi còn chân trời nữa, ủng hộ đi gì ơi. Ủng hộ đi đây. Từ từ chai này cho màu hồng nha. Rửa tắm hàng ngày nha mấy chị ơi. Rửa tắm hàng ngày. Ồ mình vô coi anh trắng rồi mình. Ừ. Cái mặt trắng bóc luôn. Ghê. Yeah. Đẹp quá ha. Mạnh Linh ơi, tao tắm về hoài đi, tao xấu nổi Mạnh Linh. À. Mặt em đâu có mắc cúp gì nhau gì nha, không mắc cúp mắc ơ gì trơn, trời em là đẹp tự nhiên quý vị ơi. Dạ cả nhà mình mua một bộ đi mấy chị ơi, vừa kết hợp kem body và tắm trắng giùm em nha. Đây là sữa tắm trắng hàng ngày là mình giúp cho kết hợp là sữa tắm là cái người trắng quý vị cả nhà. Còn cái chai tắm trắng một bước là tắm được khoảng nửa tiếng giùm em sau đi tắm lại nha. Đó mình tắm giùm cho em thì da mình sẽ trắng lên và sáng như thế này như gì nha. Nhớ để số điện thoại giùm cho em thì bên em mất người tư vấn cái gì lo màn hình thì anh kê. Và sau khi mà mọi người tắm xong như vậy thì mọi người nhớ sử dụng cái tắm trắng hàng ngày, đừng kết thúc và đừng kết thúc và đừng kết thúc. Đây, tắm trắng là tắm trắng hàng ngày gì nha, mình bỏ ở đây là cái gì thấy không? Đây là bên em là lúc nào trên cái kệ nhà em mình giấu cái nhãn hiệu hết cho mình đi. Đó là chút là trên kệ của em cũng có cái chai này trên cái trời như vậy, cũng có cái chai này trên trời. Làm sao? Để tắm hàng ngày như vậy nha. Nó sẽ khóa trắng, sẽ khóa cái lớp trắng của chúng ta lại. Đó, quý vị thấy không? Da mình sẽ lúc nào cũng trắng 100% mà không tì vết. Đó, sau khi mình sử dụng xong thì mình lấy cái bằng chải và mình xà nha. Đây là cái bằng chải, đây là cái bằng chải để xà cái người của em và để xà nghiệp của em như vậy nha. Còn con mà vô đây mà ta nói tào lao, con mà vô đây mà chữ la chữ lộn nha thì lập tức cái cây chổi thần kỳ này sẽ tạt chú bỏ liền. Anh giải trí không Quỳnh? Ờ, chưa mà cũng nhiều mình coi đúng không ha. Dạ cả nhà ơi, 490.000 một chai nha mấy chị nha. Cả nhà mình để lại số điện thoại cho mấy đặt hàng nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ gọi em với quản trị quản nào anh ship cũng được em ơi. Nói chung là anh ship trên mọi miền quê hương tổ quốc luôn. Quê hương Đồng Nai, chào đón một người con rồi được rồi. Siêu trắng mấy chị ơi, xài là mê cho mấy chị nha. Không, cái này không tắm mặt như gì nha. Em chỉ tắm mặt cho gì coi thôi. Em chỉ tắm mặt cho gì coi thử thôi, cho gì an toàn nó thôi. Chứ đừng có tắm mặt giùm cho em, cái này chỉ tắm body thôi. Tắm body thôi. 490.000 một chai, sữa tắm trắng hàng ngày và sữa tắm trắng một bước là đều đồng giá hết cho cả nhà. Kem body cũng vậy luôn cả nhà ơi. Ôi cái da mặt là trắng bệnh mấy chị ơi, trắng gì bệnh luôn. Dài là mê nha cả nhà.
chị ơi, xin ship toàn quốc luôn. Quý vị biết không, em là PR thôi, em PR sản phẩm, nghĩa là người PR sản phẩm, người ta chỉ cầm cái sản phẩm lên thôi. Và người ta nói về sản phẩm đó, còn sản phẩm thì nó tốt quá, cho nên em phải lần nào em phải làm, em làm xong em tắm hết, em phải xài trong người của em, cái gì vô làm. Tắm rồi đi Trần Duy Hưng nha. Không, đây là cái cây cọ, không phải là cái cọ trà bồn cầu, mà đây là cái cây cọ trà nghiệp. Để trà chỉ có nằm hãy chữ từ ta. Để ngon nào mà hãy cãi lộn cãi đạo, lấy cây là xà liền, xà liền, xà liền. Em bị lăm ben xài được không? Được em ơi. Xài là trắng luôn như chị nha, trắng banh nóc luôn. 490 nghìn một chai thôi. Vừa túi tiền mà kêu dùng được tới 2 tháng được nha. Kéo quạt, kéo quạt. Rồi sau khi mình làm xong thì mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái sữa tắm trắng hàng ngày. Đây, sữa tắm trắng hàng ngày này cũng cực kỳ ok. Nó sẽ duy trì cái loại da của mình, nó sẽ duy trì cái làn da của mình. Quý vị thấy không, trưa mà cái màn hình của em, chị thấy không, trời nó đẹp lắm quý vị ơi, nó đẹp lắm quý vị ơi. Đây là cái tinh chất màu hồng như thế này. Một cái màu hồng rất là BD. Một cái màu hồng rất là BD. Đạt rồi. Chưa đạt. Cái đồ đấu hài của anh có cái cây này lấy mình tắm đi. Cái này có rửa chưa, xài chưa? Chưa phải không? Đâu xài đâu. Chưa xài phải không? Chưa. Thiệt không? Đồ mới không á, chưa phòng làm xài hết trơn á. Thiệt không? Mới đẹp lên đó. Anh em thôi, thôi được rồi, được rồi. Rồi, tinh tắm trắng hàng ngày. Đối với ai da bình thường là người ta sử dụng cái bông tắm mà bình thường thôi. Còn đối với da của em là do bị nghiệp quá, em sẽ tắm bằng cái này theo chị nha. Anh chị em nào mua hàng cứ để số điện thoại giùm cho em. Cứ để số điện thoại giùm cho em đi mọi người, mọi người ơi. Gần Tết tới nơi rồi, mấy chị ủng hộ đi mấy chị. Rồi ơi, đây dễ không? Là khi mình xài lên, làn da chúng ta cực kỳ trắng này, em sẽ làm sữa rửa mặt luôn quý vị ơi. Là cái chai này em có thể làm sữa rửa mặt và em sữa làm sữa tắm body, em không có kiêng gì hết trơn trời vậy. Bởi vì nhỏ lớn em không biết dưỡng da, thật sự luôn em không biết dưỡng da. Cho nên cái nào một loại em thấy tốt em xài. Ôi, anh Quỳnh coi đẹp quá Quỳnh ơi. Siêu trắng mấy chị ơi. Tinh chất những cái hộp phụ hồng của mấy chị là cái tinh chất để làm trắng da mình lên nữa nha mấy chị nha. Đó, mình xức lên giùm chị em cái là sữa tắm hàng ngày gì nha. Cực kỳ trắng và cực kỳ ok luôn. Da của em hiện tại, quý vị biết không, là da không có trang điểm, không có gì hết trơn rồi. Ví dụ nhiều đứa, mấy đứa kia nó tắm cho gì coi. Nhưng mà quý vị biết không, là nó sẽ xức kem trước và nó sẽ thoa trước cho gì coi. Còn này em xài như thế không, là em xài trực tiếp trên đây cho mọi người coi luôn. Là cho mọi người coi được cái sự trắng của nó, cho coi được cái sự hú hồn của nó. Thì giờ mọi người mua ủng hộ giùm cho Mạnh Linh giùm cho em. Còn em không có bán cho, đừng có móc cho em nha. À dạ, 490 nghìn một chai, kem body cũng vậy luôn nha chị Hương Lê ơi, 490 nghìn một chai nha chị nha. Gần tới tới nơi rồi, mấy chị nên kỳ cọ sạch sẽ như vậy nha. Mình rửa những cái xui đi, mình rửa những cái mà ô nhiễm đi, để đón chào năm mới. Bởi vì mùa xuân ơi, tôi nghe mùa xuân đến, bên kia sợi rừng núi ơi. Gì ạ? Ồn quá. Thôi mở cửa đi. Mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân đến bên đây rồi, rừng núi ơi. Ta nghe tiếng đàn buồn rè lá lơi, ta nghe tiếng đàn ơi nghe ư ơi. Dạ 490.000 một chai mấy chị ơi, mua mấy chị ơi, mạnh tay giùm em nha. Mạnh tay giùm cho em, mình sử dụng là cái này giùm cho em chị nha, mình lượng bông tắm giùm cho em, là mình xịt lên giùm cho em nha chị nha. Mạnh Linh ơi, hết rồi. Hết chưa Quỳnh? Hết chưa? Mình xài không heo cho nó thử thêm. Ngu. Ủng hộ đi mọi người ơi. Này, mùa xuân ơi, ta nghe mùa xuân đến bên đây rồi, rừng núi đang ngời. Ta nghe tiếng đàn vùi trong lá lơi, ta nghe tiếng đàn 490.000. 490.000 ha. Ai mua thì liên hệ Mạnh Linh Bùi giùm cho em. Cực kỳ trắng và cực kỳ thơm luôn nha quý vị nha. Rất là trắng, ai mà mua cứ để số điện thoại giùm cho em. Mình xài, mình trà lên làn da của chúng ta. Và khi mà chúng ta tắm, chúng ta nhớ hát những cái bài hát mà chuyên về những cái mà ví dụ như là bài hát cách mạng cũng được luôn. Chim kêu ven rừng suối gò hề ta, lên đường năm chiếu hai vai. Hồ đã quý vị ơi, Tết rồi, phải tắm gọi đi. Phải tắm cho cái suối đó đi. Trời đất ơi. Để cơm lại, lấy mấy cái bụi hút cho đạt, đừng có tao. Ủa Quỳnh ơi, nó trắng quá, sao giùm mình đây. Trời ơi. Mùi thơm quá. Thơm lắm gì ơi. Mình tắm là mình nhớ trà gì cho em nha. Mình vừa tập thể dục luôn. Cô thầy em bay thể dục tôi xong á. Một hai ba, bún trổ trổ trổ. Tay nó câu lên trời à. Anh bị điên rồi. Trắng gì chứ. Trắng ghê lắm gì ơi. Sướng. Ủa gì nhìn em giống hot boy không vậy? Trời ơi mấy thằng hot boy nhìn em nó sợ luôn không vậy?
anh chị em mà mua hàng cứ để số điện thoại cho em. Chị thơm luôn, sướng lắm mấy chị ơi. Tầm chị tắm vô là cái da của mình nó sạch lắm mấy chị, mà cái trắng mịn nữa nha. Xài rất là thích luôn nha cả nhà. 490 nghìn một chai, nam nữ đều sử dụng được hết nha cả nhà ơi. Nam nữ đều sử dụng được nhau chị nha. Cực kỳ ok và cực kỳ hiệu quả luôn. Nhôm to lẹ chân. Còn xà bông. Để chị hãy thương nắp đó. Rồi, ủa gì không? Là tức là da ai mà bị mụn bia đó thì nó sẽ ra hết cho chị nha. Cực kỳ trắng và cực kỳ hiệu quả luôn. Chỉ cần để số điện thoại cho em. Liên hệ Mùi Mạnh Linh nha quý vị nha. Trời ơi, đừng có liên hệ cho em nha, em có bán. Dạ, cảm ơn mình, ai muốn tư vấn về cái sản phẩm thì anh bó trực tiếp cho anh Mùi Mạnh Linh với em đang ghi bài dưới nha. 490 nghìn một chai nha cả nhà. Mày rủ tôi đi Trần Duy Hưng hoài luôn á. Lấy khăn giùm anh tôi thoa kem body. Rồi sau khi mình tập xong thì mình nhớ hoa kem body giùm cho em. Cái này là 250ml. Một bộ bao nhiêu? Một bộ là 1.470.000. Do Mạnh Linh Bùi bán. Da khô xài được không? Nói chung là da khô, da ơ, da gì cũng xài được hết trơn hết trọi. À, Quyên ơi chào con. Thổ mấy Quyên. Ê mấy Quyên là fan ruột đúng không mình? Nói thương quá ha. Em là fan ruột của anh luôn á mấy Quyên. Mốt em lên Sài Gòn em nói anh Lâm tiếng nha. Anh Lâm tắt máy. Mất dạy quá mình. Yeah, khi mà làm xong là da chúng ta đã rất là sạch. Quý vị thấy làn da của em không? Trời ơi, nó rất là sạch, thơm cái gì. Nhiều khi em tắm xong vợ mới đè đầu em hoài thì em quyến rũ quá gì. Em quyến rũ nó gì đây. Và khi mình sức lên thì đây là cái kem body. Kem body như chị nha. Thì nó có hai loại, cho là body cream, Body skin đó. Có nghĩa là body ban ngày. Body ban ngày là có chất chống nắng trong đó. Thực sự nếu mà ai mà không ra nắng thì mua 1 chai thôi. Còn ai mà hay ra nắng thì mua 2 chai. Chai ban đêm và chai ban ngày. Nhớ gì nha. Và mình dưỡng lên làn da cho em. Và điều đặc biệt là cái này nó rất là trong. Nó rất là trong khe. Nó trong khe chứ không phải như cái loại khác. Mà nó trắng trắng nên nó như cái kem, cái lotion cái gì đây. Mình vỗ lên vùm vùm vùm. Mình vỗ bên vùm vô ven. Vỗ bên vùm vô ven nha. Mà vỗ bên vùm vô ven. Và mình vứt bên. Và mình vứt và mình vo 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 vo. Thì bây giờ anh chị em nào mua hàng cứ inbox cho Mạnh Linh giùm cho em là sẽ dưỡng da và sẽ cung cấp độ ẩm cho da mình nhau gì nha. Nó làm da mình trắng lên nè, mịn màng lên nè. Mai em đi đâu vậy? Đồng Tháp hả? Ngày mai em sẽ về Đồng Tháp, em sẽ làm từ thiện nha. Có ai với Đồng Tháp không? Mai đi chơi với em nè. Ngày mai em sẽ về Đồng Tháp quý vị ơi. Ê Mạnh Linh là thiệt hay Mạnh Linh giải quỳnh? Ê Mạnh Linh này, Mạnh Linh thiệt hả? Mạnh Linh nha, nhân viên nha. Thấy không? Tóc vẫn đẹp. Thành em lấy đi dòng tóc này. Tóc chỉ muốn mình nhóm nữa. Tóc em đã rụng hết rồi gì hả? Vậy ha? Là khi mình sử dụng cái này nó rất là trắng, rất là thơm. Sẽ làm làn da mình trắng lên, mịn màng lên và sáng lên. Thì chúng ta có thể đi chơi, đi du xuân đồ này nọ như vậy nha. Đi du xuân, đi du ơ đồ này nọ. Cái mình rất là trắng, rất là thơm luôn. Nói chung là 490.000 một chai cái này. Bây giờ sẽ ra ngoài nắng cho gì coi. Mở cửa cho anh Quỳnh ơi. Được gì không? Nó rất là trắng, nó làm cho da mình sẽ trắng lên, mịn màng lên và sáng lên những gì nha. Đây quý vị coi, rất là thơm, rất là trắng luôn, rất là ok luôn. Nhanh tay lẹ chân để số điện thoại giùm cho bên em. Thì bên em Salo cũng nhờ tư vấn cho vị. Nhanh tay lẹ chân cho mọi người. Không phải đóng cửa rồi. Đây lên. Không mở cửa ngoài đi. Bây giờ cục sạc nổ banh sát bây giờ. Rồi bây giờ ai mua thì để số điện thoại giùm cho em. Một chai là 490.000, còn một bộ là 1.470.000. Liên hệ cho Mạnh Linh Bùi giùm cho em để cái sản phẩm cực kỳ tốt và cực kỳ ok. Dạ em có thấy rồi, thấy chị rồi. Bà cô sĩ tin inbox cho Mạnh Linh Bùi giùm cho em. Ở huyện nào anh ở Sài Gòn em ơi. Tắm trắng xong khùng không? Không khùng em ơi. Khùng là bây giờ á, đẹp quá mới khùng thôi. Đẹp quá bị khùng thôi. Anh ở huyện nào vậy? Anh ở Sài Gòn em ơi, huyện nào đó em ơi? Em hỏi về Đồng Tháp á. Ủa vậy hả? Huyện nào vậy ta?
Quỷ nào vậy? Cái này em nói xài body mà khi mà em rảnh em xài mặt đúng gì mới nó chất lượng không? Không. Sướng lắm. Bỏ làm sao? Bỏ làm sao không đẹp? Thôi khỏi đi. Thôi sao mà em đẹp? Ướt nguyên cái nhà hả? Ờ đúng rồi, ướt nhà Thảo Nguyên. Khỏe không con? Chào Thanh Duy. Ờ. Rồi bây giờ ăn mua hàng cái anh bóc cho Mạnh Linh giùm cho em gì nha. Ở Đồng Tháp huyện nào hả? Ở huyện nào ta? Đạt đưa điện thoại cho coi mai ở huyện nào Đạt. Khánh Đức cảm ơn Khánh Đức, anh Khánh Đức mua hàng liên hệ cho Mạnh Linh giùm cho em nha, em không bán cho anh Khánh Đức nha. Ồ anh ơi trắng lắm anh ơi, anh xài là anh mê liền. Mà cái trắng này trắng hồng gì thấy không? Trắng này trắng hồng. Da em mà ngày xưa không bị trắng nha. Giờ em trắng hơn nhỏ vợ em luôn vậy. Trời đất ơi. Em nói gì cuộc đời là có tiền hả trắng quý vị? Thiệt sự luôn. Em là hàng này em cho, người ta cho em xong á. Đấu trường âm nhạc nhí đợt đầu mình quay một ngày giữ tranh ngày 19 tháng 2, 19 tháng 2. Bữa ông báo là ngày mấy rồi? Dạ. Để coi chút thi ra chút thi để em coi cái ngày mai em ở đâu như vậy nha chút thi rồi thôi bây giờ nói chung là anh chị em đang mua hàng để số em ở Stardust hả ở Đồng Tháp để số Đồng Tháp là bao nhiêu tiếng vậy chị 6 tiếng rồi thôi vậy đi xe chút mà thi đi cảm ơn chị Nguyễn Thủy rất nhiều mấy em ơi liên hệ chị Thủy Trang giùm cho anh Lâm đi nè liên hệ chị Thùy Trang giùm cho anh tắm bao nhiêu nên trắng quá anh tắm nhiều quá nên trắng hả à? Không có đâu em trời ơi tắm một lần hai lần mà trắng ta phải dưỡng làn da của mình như vậy nha da mình sẽ sáng lên và nhìn nó sạch sẽ gì em nói gì em không cần trắng chỉ cần sạch sẽ thôi bởi vì cái làn da mình nó quan trọng gì đó nhìn cái móng tay móng chân là biết ở dơ hay không nào gì nhìn cái móng tay của em là biết em mới dơ liền thiệt sự dơ đất vô à thôi kết thúc live stream đi Quỳnh nói chuyện đi dạ rồi ai mà mua hàng anh bóp cho Mạnh anh Bùi giùm em nha. Rồi bây giờ anh mua hàng là liên hệ với Mạnh Linh Bùi giùm cho em. Bây giờ em sẽ phụ gia đình dọn dẹp nhà cửa này nọ. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Em chúc mọi người một năm buổi chưa vui vẻ 2019 thật là đáng yêu, thật là vẻ vương và mọi người ơi. Bye bye mọi người, Vinh Bảo và bạn bye bye.